Internet tại Việt Nam được coi như chính thức bắt đầu từ cuối năm 1997. Ngày 19 tháng 11 năm 1997 là ngày đầu Internet Việt Nam được hòa vào mạng Internet toàn cầu. Đến tháng 3 năm 2012, con số thống kê cho thấy số người sử dụng Internet tại Việt Nam đã là hơn 32 triệu. Ngày nay, bên cạnh các máy tính lớn nhỏ, nhiều người trẻ Việt Nam còn có khả năng truy cập Internet bằng điện thoại cầm tay. Vài năm nay, các mạng giao tế xã hội Facebook, Twitter, Google Plus đã trở nên thông dụng và đối với không ít bạn trẻ, đó là trào lưu không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Những phương tiện ấy tác động ra sao vào tư duy và cuộc sống? Một thiếu nữ ở thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Khi trẻ sử dụng mạng cộng đồng thì chủ yếu là có một số phần thì chỉ là để giao lưu bạn bè, kết bạn, rồi có thể là xem thông tin coi là bạn bè mình bây giờ đang làm gì, ở đâu, là có gì mới hay là gì đó, để giữ liên lạc, có một cách gì đó để giữ liên lạc thôi. Nhưng mà có một số phần khác thì tại sử dụng Facebook hay là những trang mạng cộng đồng như là đánh bóng tên tuổi mình, đăng lên rồi viết những cái clip hay những cái hình ảnh là không được tốt cho lắm. Nhưng mà tin gần đây đi. Trời ơi, mình nhãn gì. Một bạn trẻ nói đến lợi ích song song với những tiêu cực của Internet và mạng giao tế xã hội. Thì là mọi người lên đó để tìm kiếm thông tin, chia sẻ thông tin cá nhân, rồi tìm kiếm bạn bè, học hỏi để học hỏi kinh nghiệm. Một số bộ phận thì sử dụng cái mạng xã hội để giống như để quảng bá thương về thương hiệu cửa hàng công ty của mình. Còn một bộ phận khác là sử dụng cái mạng xã hội để tìm kiếm cái sự nổi tiếng trong thế giới cộng đồng mạng và xã hội nói chung. Thì là họ bắt đầu đưa lên những cái tin tức hoặc là những câu nói, những hình ảnh, những video mà gây cực kỳ rất cái sốc. Thì là giống như là khỏa thân chẳng hạn, hoặc là tự khoe về cái bản thân của mình. Khi mà như một người nổi tiếng thực sự thì phải thứ nhất phải là đó, người ta phải thể hiện được cái tài năng của mình, rồi được cái quần chúng nó đóng đảo và chấp nhận, thì đó mình là sự nổi tiếng nó là bền vững. Còn nếu như những người đó mà nổi tiếng thì thật ra đó là một cái sự nổi tiếng ảo thôi. Một phụ nữ khác cũng có ý nghĩ chung về vấn đề này. Thì để lên mạng để chat với bạn bè, rồi coi hình bạn bè coi sau này như thế nào rồi, hoặc là coi thông tin, hoặc là coi trên dòng thời gian cái tâm trạng của nó như thế nào này nọ vậy thôi. Về vấn đề những người trẻ sử dụng những phương tiện, những mạng giao tế xã hội để làm cho mình nổi tiếng, thể hiện cái tôi trên Internet, chị nói. Nếu mà mình muốn nổi tiếng thì mình phải bằng thực lực của mình hay gì đó, chứ bằng những con đường coi như là mặc đồ hở hang hoặc này nọ rồi gì đó, hay là không mặc đồ trong gì để nổi tiếng, những cái đó là phi đạo đức quá.